đi, chị đi lấy xe. Dạ. Ừ. Công nhận đồ ở đây đẹp quá chị ha. Ừ. Ê tụi bay, đi vô chơi mày. Ờ, lâu quá không vô chơi rồi ha. Lâu quá rồi đó. Trời ơi. Em mặc cũng đẹp phải không chị? Ừ. Đẹp quá mày. Nhìn ngon lành ha. Em. Sao vậy cưng? Còn đây với anh. Ôi em giống Nhật Bản quá. Chị hết á. Em đẹp quá. Anh với anh nha. Dễ thương quá à. Làm gì dữ vậy em? Anh giỡn đi với anh đi cưng. Đi đi. Làm gì ghê vậy? Sao này, em? Làm cái gì đấy? Em. Nhóm nào vậy? Chồng em cũng đẹp quá ha. Nhớ mặt chị kỹ nha cưng. Đi. Mày. Đúng là xui xẻo mà. Chào chú Lý. Chú thấy thế nào? À, Sài Gòn đẹp thật. Nếu như chú mà không theo đuổi con đường chính trị đó, thì chắc chắn sẽ có những tác phẩm rất nổi tiếng. Có thể nói là gắn liền với tên tuổi của văn sĩ tài danh Thiên Lý. Chú nói hay quá. Chị. Chị. Ủa. Em. Em đợi nón chị nhìn không ra đó. Chị có mệt không? Không, chị không mệt. Ủa. Mà sao nhìn em ốm đi nhiều vậy? Từ khi vào đây á, cơm tập thể giường cá nhân, bữa nóng bữa nguội, em xuất 3 kg đó. Thôi, chị vô đây rồi, chị sẽ lo cho em như ngày trước ha. Thôi, mình ra bãi xe đi chị. Ừ, mình đi. Một cô gái đẹp như thế này mà lại đi xe ôm, đáng ra phải đi Mercedes thì mới đúng, uổng quá. Dạ 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 dạ. Mời chú Lý lên xe. Chắc có lẽ chuyến bay này bị lỡ rồi bà. Ừ. Không có lý nào mà giờ này cũng chưa tới. Ừ. Alo. Thôi được rồi, để má nói với ba. Ông à, con nó nói máy bay về trễ, nó đưa khách tới nhà hàng luôn nha. Ờ, cũng được. Bà lấy cho tôi chai rượu.
nhớ đến bọn em nha anh Bảy. Nghe nói nhà hàng của anh Bảy có nhiều đồ độc lắm. Mai mốt anh Bảy cho tụi em ghé thăm nghe. Ok. Anh Bảy luôn giang tay rộng mở chào đón các em, nhưng mà anh Bảy chỉ tiếp nhận và giúp đỡ những người có tình có nghĩa, biết ai trên ai dưới. Mẹ nó, cái thằng lâu cá nay tù mai tôi mà dám lên mặt, so với nội mà đi chẳng làm đến gì cả. Có chuyện gì vậy anh? Thì còn chuyện gì nữa, chiều hôm trước á anh đã bỏ tiền ra mời thằng chó nó đi nhậu đi hết, vậy mà bữa nay nó dám lên mặt dạy đời anh nữa. Đã vậy mà mấy thằng đàn em của anh còn theo nịnh bợ nữa chứ. Mẹ nó, cái thằng còn gian bạc lận đó làm sao so cửa được với anh. Hồi đầu á mà anh bực tức với mấy cái chuyện đó, miễn sao lão ta không đụng chạm đến gia đình mình là được rồi anh ạ. Sao lại không đụng đến, trong khi mấy chủ giữa cá ngoài Vũng Tàu về trong này là phải cống nạp cho đàn em của anh, nay nó lại nhúng tay vào, đàn em của anh lại sợ mà phải chia phần cho tụi đàn em tụi nó, em nghĩ có tức không? Thôi mà anh, em thấy á, bây giờ nhà của mình á cũng có của ăn của để rồi, tranh giành làm gì với mấy bọn cướp đó. Trong khi cái thằng chó nó cứ quên quan, nay thì nhà hàng này mai vũ trường nọ, nhà to nhà bé, xe nọ xe kia, mà anh thì vẫn phải đi bằng xe máy, hỏi em có nhục không? Chứ bây giờ anh làm gì tụi nó? Mẹ nó, thằng này phải dằn mặt nó mới được. Anh sẽ đòi lại quyền uy và quyền lợi của mình. Em bốc máy gọi về nhà nó cho anh, hẹn nó ngày mai tới nhà mình. Anh à, biểu gọi thì gọi đi. Nhưng mà có nên không anh? Sợ cái con mẹ gì, mười mấy năm tù chỉ như một giấc ngủ trưa, bây giờ tuổi nó ngoài 50 rồi mà không làm gì được thì về nhà còn làm cái gì nổi nữa chứ. Em cứ gọi điện cho nó đi. Thành phố ngày càng đẹp ra. Nghe ba má cháu nói là Hà Nội mấy năm nay xây dựng cũng hoành tráng lắm mà chú. Dịp ấy mẹ cháu ra ngoài Hà Nội lo việc cho ba cháu, nhưng chú chưa có dịp đưa mẹ cháu đi thăm những nơi nổi tiếng nhất của Hà Nội. Lần này chú vào đây công tác, hôm nào trở ra thì chú mời ba mẹ cháu đi thăm và đi tham quan một chuyến. Vậy hôm nữa ba má cháu cũng ra ngoài đó, thứ nhất là mở rộng hướng làm ăn, thứ hai là để thăm mấy cô chú mấy bác đã giúp đỡ. Ừ, nên như thế, bởi vì nếu như không nhờ sự giúp đỡ của chú và các ông ở ngoài ấy thì chẳng những ba cháu còn phải nằm ở trong trại đủ 3 năm, rồi khi được trả quyền công dân ba cháu vẫn bị ghi vào sổ đen theo dõi của công an, mà khi đã có tên trong sổ đen thì còn lâu ba cháu mới được phép mở những cái dịch vụ nhạy cảm và làm ăn lớn. Ba cháu định chuyển hướng kinh doanh địa ốc, chú thấy sao? Được thôi, nếu như mà bố cháu có đủ vốn thì chú sẽ tìm cho bố cháu chừng vài chục hectare đất nằm cạnh vùng quy hoạch. Chú cũng quen bên quy hoạch và xây dựng địa ốc à? Chẳng những quen mà chú còn tư vấn cho họ nhiều đề án thành công lắm. Thậm chí là khi họ bị mắc miếu vào vấn đề giấy tờ thủ tục, chú đều lo giúp ngon lành. Lần này chú vào đây công tác là để nghiên cứu mô hình một số các sân golf để mà chuẩn bị đề án phát triển ra ngoài ấy. Mai mốt mà có nhiều vốn, chắc cháu cũng sách cặp theo chú để học hỏi. Với bố con của cháu thì chú sẽ hết lòng. Mình đến rồi. Em có chỗ ở xa như vậy bất tiện đi lại lắm. Nhưng mà rất an ninh chị ạ. Em thường xuyên đi công tác xa, chị ở đây một mình đó, em mới thấy an tâm được. Đi chị.
ở Sài Gòn, giá của căn nhà này là mềm nhất rồi đó chị. Ừ, mà chị nghĩ cũng phải thôi. Chị nghe nhỏ bạn chị nói cái xe đi hát của nó ở trong này cao gấp 3 lần ngoài đó đó em. Chị nè. Ừ? Em bật mí một chuyện này cho chị biết nha. Chuyện gì em? Chủ của căn nhà này á là người cùng ngành với em. Ông ta rất là mê nhạc cổ. Vậy hả? Khi nghe người muốn thuê nhà này là ca sĩ của dòng nhạc dân ca, ông ta đồng ý liền. Chị đoán chắc ông cùng đơn vị với em phải không? Dạ không. Ông không biết em là ai. Ừ. Mà em cũng không biết ông là ai hết. Ừ. Căn nhà này là do bạn em giới thiệu đó. Giang Quân, em đưa ảnh ba má lên bàn thờ giùm chị nha. Cũng chưa có bàn thờ nữa chị. Để vài bữa nữa rảnh em làm cái bàn thờ nhỏ nhỏ nha. Ừ, cũng được. Để ngày rằm mùng 1 chị còn thắp hương cho ba má nữa chứ. Chỉ cần 2 tháng nữa là đến đám giỗ của ba rồi. Từ ngày về đây, con đã gặp được một người đã từng là biệt động Sài Gòn, nhưng chưa ai biết gì ba. Giang Quân à, chị nghe má nói, từ khi trở thành biệt động, bà đã phải thay đổi tên họ và cải trang cho nó khác đi nữa đó. Lần cuối cùng ba về nhà, má và chị cũng không nhận ra ba luôn. Sau ngày đó thì mới có em đó. Chị thấy em với ba có giống nhau không? Giống. Nhưng em giống cả má nữa. Để chị mua thêm cái nệm cho em nha. Thôi khỏi đi chị ơi, mua chiếc chiếu cho em là được rồi. Lính tráng tụi em mà nằm sao không được. Với lại hả, em thường đi công tác xa, rồi thường tới cơ quan nữa, mua nệm chi cho tốn kém. Ừ. Nhưng mà chị mới vô, em phải ở nhà ít nhất 2 tháng cho chị quen nhà đó. Em chỉ ở nhà với chị vài ngày thôi. Đầu tuần sau em có lịch công tác ở miền Tây rồi. Cái thứ à. Em ơi cho lên cà phê đi em ơi. Chị Phượng thấy mấy món em gọi được không? Dở em. Món nào cũng lờ lợ khó ăn bỏ mẹ. Em chưa hiểu ý chị Phượng rồi. Lần sau để chị gọi món cho. Em đừng buồn, tính chị thẳng vậy đấy. Mà mình đến đây để diễn trò chứ không phải ăn đâu mà em buồn. Bữa nay đang diễn cho tốt nha. Hôm nay em diễn ở phòng nào vậy anh? Phòng VIP, lầu 3. Hay quá, hôm nay tụi mình hên rồi đó. Thôi nhậu đi ông ơi. Vậy đỡ mất công, tụi em trang điểm mấy tiếng đồng hồ ha. Nói ít thôi, anh hai dặn sao thì làm vậy đi.
cảm ơn anh ha. Con nhỏ đó mới 20 tuổi mà một đời chồng 7 đời bồ rồi đó chị Phượng à. Em ấy, kiếm địa chỉ con đấy rồi kêu nó về phục vụ hát cho chị em mình. Dạ. Em lên trước đi. Nhanh lên em, trễ rồi. Anh Phong, sao đánh trễ vậy anh? Anh kẹt xe, thông cảm nha, nhanh lên em. À, Phong. Chào anh. Chương trình hôm nay là hát dân ca ba miền. Dạ. Nếu ba tôi và mấy ông khách có nở máu ham vui và yêu cầu gì, cứ hết mình, tiền bạc không thành vấn đề ha. Dạ em biết rồi anh. Cứ vậy nha. Nè em, ba bài hát bác lận đó, coi chừng nha. Tưởng gì, chuyện nhỏ. Bài hát bác á mà hát với phong cách nam càng mùi chứ sao. Em gái. Gì anh? Giờ em hát cái cục bản cho tụi anh giải trí coi. Thôi, không được đâu. Lát nữa tụi em còn phải hát hai show nữa. Nếu hát bây giờ á, sợ khàn tiếng làm sao. Bà nó. Một tối mà diễn ba show, làm gì dữ vậy? Anh bớt giận nha, lê lê nó chơi thôi. Tụi em biết mà, chỗ anh hai là chỗ quen, tụi em bỏ mấy cái show nhỏ kia cũng được. Chắc không? Dạ. Vậy là mày biết chơi đó. Thôi anh bớt giận nha. Ok, mấy anh ngồi chơi. Nhỏ đẹp hả? Gì kỳ vậy? Gì kỳ? Bà, hả? Tới rồi kìa. Mình vô đây nghe chú. Mời chú. Mời chú. À. Xin chào anh hai. Trong anh hai vẫn còn phong độ lắm. Phong độ như một nhà ngoại giao, như một chính khách. Nào xin mời anh hai. À, chào em. À, chào. Mẹ thêm món nào nữa không?
Chị Phượng này, chị bảo đến đây để ra mắt và bàn chuyện làm ăn. Chị nói như thế, tay chân của hắn nghe được. Em sợ. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy. Chị sẽ mặc áo giấy diễn trò với cái lũ này. Thằng bảy xoài phải giang tay ra mà đón chị. Dạ, chào bác. Dạ, chào ai vậy? Dạ, mời chú. Dạ. Thưa với mọi người, nhân dịp anh hai, ân nhân của tôi từ ngoài Bắc vào đây công tác, hôm nay vợ chồng tôi làm một bữa cơm thân mật. Thứ nhất là để chào đón anh hai, thứ hai là để báo cáo đôi điều về những cái lời hứa đối với anh hai. Xin mọi người cho anh hai một tràng pháo tay. Xin giới thiệu với anh hai, đây là Sáu Nhãn, là một huynh đệ có cùng chí hướng với tôi. Và đây, đây là chú Chí, có biệt danh là Chí Độc Cua, là chủ một doanh nghiệp lớn ở Sài Gòn. Và chú Chí đây có rất nhiều bạn bè ngoài Bắc. Có, tôi có nghe anh Mười bên viện kiểm sát nói về anh Chí. Dạ cha. Và đây, người bạn của tôi, anh Tám Hẹn, là giám đốc khách sạn Thịnh Vượng, một đại gia và là người đã truyền cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn nhà hàng. Dạ, chào anh. Dạ. Và giới thiệu với anh hai, còn đây là cháu Trà, con rể của bà chủ dừa cá lớn và loại bậc nhất ở Sài Gòn này. Dạ. Dạ, xin mời anh hai ngồi. Mời. Duy ơi, ngồi. Dạ. Các con ngồi đây. Dạ. Xin giới thiệu với anh hai, đây là Duy. Dạ. Con rể út của tôi. Chà. Dạ cha. Còn kia là Ngọ. À thế à. Là cháu, là con của bà chị tôi. Chào. Ca sĩ, nhạc công của nhà hàng này là thuê từ nơi khác đến à? Không phải là ca sĩ của nhà hàng, mà có thể nói là đây là một gánh hát phục vụ riêng cho nhà hàng. Ở nhà hàng sang trọng như thế này thì phải cần những ca sĩ hát ở phòng trà, chuyên hát nhạc tiền chiến. Suy nghĩ của anh hai rất hợp với tôi. Lát nữa anh hai mà có yêu cầu về bất cứ một cái giọng ca ba miền nào thì ca sĩ Lê Lê, rồi cô ca sĩ Diệu Linh sẽ hát phục vụ cho anh hai. Ban nãy ở sân bay, tôi có nhìn thấy một cô ca sĩ có một giọng hát dân ca rất là đặc biệt. Chỉ một lần tôi nhìn thấy cô ấy hát ở trên truyền hình mà nao lòng đến bây giờ. Chắc là cô ấy không phải người ở thành phố này, chứ ca sĩ nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình lắm, nhìn là cháu biết liền. Anh hai cứ yên tâm, sẽ có ngày chúng tôi sẽ lân ra địa chỉ của cô ấy, và chúng tôi sẽ điêu cô ấy ra Bắc để phục vụ cho anh hai và phục vụ cho các anh ngoài đó luôn. Nè, bà tắt máy giùm tôi. Hôm nay tôi muốn dành trọn cuộc vui cho anh hai. Nào, xin mời anh hai. Xin mời. Dạ, em nghe đây ca. Em đang theo dõi. Rồi rồi, ok.
Nghe bảo cái nhà hàng này là cái máy chém phải không? Nhưng ông Bảy vẫn bán được nhiều hàng lắm. Em nghe đứa bạn nói cứ tối đến, điện thoại đặt bàn tới tấp. Có hôm còn mang cả ô tô chở đồ ăn đi phục vụ nữa. Dạ, ông Bảy có ở đây, nhưng ông Bảy đang có khách ạ. Xin lỗi, chị gọi lại sau được không ạ? Con nhỏ Lễ Tân á, nó không có cho gặp. Em cứ nói thẳng cho con bé đó là có Mộc già muốn nói chuyện với Bảy Xoài đêm nay. Dạ. Cô á, nói với anh Bảy á, con Mộc cần gặp nói chuyện gấp. Đừng coi, cô nói cho thằng Bảy nó biết là có Mộc già ra lệnh cho nó phải xuống nói chuyện. Nếu không thì suốt đêm nay tất cả các điện thoại trong nhà thằng Bảy đều bị chuông reo đó. Có chưa? Nói với ba tôi xuống nghe điện thoại của Mộc già. Mời. Dạ mời. Mời. Anh Bảy à. Anh có điện thoại. Để anh ra. Dạ. Anh Hai à, tôi nghe điện thoại một chút. Cứ thoải mái. Cái ông Mộc già này sao cứ làm phiền hoài. Dạ, nè ba. Chị à, ông Bảy xuống kìa. Chị ra chào hỏi ổng lúc này là tiện nhất đó. Em này, em ra bảo với con bé quầy rượu để cho chị trai nhà bồn đeo 12 năm. Ừ, dạ. Trò hay bắt đầu rồi, em vào vai đi. Vâng. Dạ xin lỗi chị, quán em đã hết lời rượu mà chị yêu cầu rồi ạ. Sao? Cái tiệm lớn như thế này mà không có chai rượu nào là sao? Trời ơi, làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Chị thông cảm, chị dùng loại khác được không ạ? Trời ơi, món khác sao được, thích uống cái loại đấy rồi sao? Không kêu cái gì nữa hết đấy. Rồi, rồi. Trời đất ơi, cái gì đây? Trời ơi, tởm. Xin lỗi chị, có chuyện gì ạ? Cái này cái gì đây? Em xin lỗi hả? Lỗi phải cái gì? Dán có ăn được không mà xin lỗi? Hả? Để cho em chọn món khác lại cho chị đi. Để phía tay một đoạn đòi đổi. Ra đây đi. Cô là ai đây? Tiền đáng là ăn trả tiền buộc như thế này à? Tôi đi rồi. Lần nữa tôi sẽ gọi. Quán đâu? Ra đây. Chụp quán đâu? Làm ăn cái kiểu gì kỳ này? Giết khách à? Mày biết thế nào mày mặc tát? Nhanh lên ra đây. Bố mày ăn nát hết bây giờ. Đâu chủ quán ra đây. Nhanh lên gọi chủ quán ra đây giải quyết đây. Cái kia nhắc em đi không? Dạ dạ. Dạ trong dĩa gỏi có dán hả? Dán này. Mày ăn được không? Mày đưa tao ăn hả? Tụi bay xuống dưới đó coi. Con trâu điên nó cần cái gì? Ráng mà giải quyết cho nó ổn. Đừng để anh Bảy phải mất mặt với khách nghe chưa? Dạ. Như vậy. Dạ, trong dĩa gỏi có dán. Em chưa kịp xin lỗi thì mấy chị đã quậy quán mình lên rồi. Anh coi giải quyết giùm em với. Ông tính tiền, ông lại tính tiền thôi. Chuyện này dễ mà. Làm dĩa gỏi này rồi bộ tiền bà chị vậy là xong. Bảo chủ mày xuống đây. Tiền tao cũng trả thiếu. Vậy bây giờ bà chị muốn gì? Mày bảo chủ mày xuống xin lỗi tất cả những người trong bàn này.
Tao thấy mày uống rút liều nãy giờ hơi bị nhiều rồi đó. Mày biết cái nhà hàng này là của ai không? Mày! Mày muốn chạy mày? Mẹ mày! Mày đá mà! Có gì từ từ, từ nói chuyện. Chuyện. Bỏ cô ta ra. Mày là thằng nào? Tôi là chủ nhà hàng này. Danh như mày làm gì có tiền mà mở cái nhà hàng này? Chị muốn gì? Mày kêu chủ của nhà hàng xuống đây. Chị đang phá rối trật tự ở nhà hàng tôi. Chị muốn tôi mời công an đến đây để giải quyết không? Được, mày được đấy. Hiểu luật gớm nha. Bà chị của mày 2 lần vào tù rồi. Hiểu luật hơn mày đấy. Bố mày ấy, may ra còn nói chuyện được với chị mày nhá. Nhá. Đồ trẻ ranh. Đi đâu vậy em? Chú chạy xe ôm phải không chú? Ờ. Chú ơi, chú chở con tới bệnh viện quận 9 đi. À. Nãy giờ con quên, chưa có hỏi giá chú. Chú lấy bao nhiêu tiền vậy chú? Thường thì cô đi bao nhiêu? Con chưa đi tuyến này. Từ đây tới đó hơn 3 cây số. Cô cho 15.000. Dạ. Chắc cô đi thăm người bệnh hả? Dạ. Mẹ con. Chà. Thời buổi này mà có người nhà nằm bệnh viện tốn kém lắm á. Dạ. Cô làm ở nhà hàng đó thu nhập có cao không? Dạ con làm ở nơi khác. Hôm nay tụi con chỉ tới đó để phục vụ, múa hát cho khách thôi à. Hèn gì hồi nãy trong đó ầm ĩ như là có đánh nhau. Vậy hả chú? Con muốn ở tầng trên nên con không biết. Có mấy đứa phá quán. Là đứa nào vậy? Nó nói giọng Bắc, tự xưng là Phượng Đê. Được rồi, anh xuống. Dạ. Này anh Bảy, tránh vai chẳng xấu mặt nào. Anh đừng dây vào cái con Phượng Đê đấy. Anh cứ việc xuống dưới dàn xếp cho nó ổn thỏa. Dạ. Lúc khác tôi sẽ nói với anh về con bé này. Anh đi đi. Ba, để con đi với ba. Thôi được rồi, không cần đâu. Lên lầu giúp ba tiếp khách đi, để ba giải quyết vụ này cho. Chào cô Phượng. Hôm nay tôi mắc tiếp khách ở ngoài Bắc vô nên có hơi sơ sốt với cô Phượng. Nhà hàng ông toàn đầu độc khách lạ à? Khách nào mà chẳng phải là thượng đế của lơ lửng này. Mấy anh ngoài Bắc à, dùng mấy món mà cô Phượng thích đó thôi. Nhắc đến tên cô Phượng là mấy ảnh biết liền. Cho nên là bảy xoài này đã xuống đây gặp cô Phượng.
ông lại nhại cái gì đấy? Tôi chỉ cần biết là cái món rán xào này làm chị em tôi ói ra mực xanh mực vàng đây này. Giờ ông tính sao đây? Ban nãy nghe mấy chú em lên báo cáo tình hình ở dưới này, mấy anh bên việc kiểm soát miền Bắc á có hỏi tôi có xem cái cảnh sạc lô đi vào nhà hàng chưa. Tôi nói là chưa. Mấy anh nói cứ xuống hỏi cô Phượng. Nhưng tôi nói thôi, hỏi là cái gì? Cô Phượng cần tôi bồi dưỡng sức khỏe bao nhiêu thì cứ duyệt ra giá đi. Tôi chả cần tiền, chỉ cần ông phải cúi đầu xin lỗi những người đang ngồi trong bàn này. Thôi bây giờ về đi. Tôi phải tiếp khách rất quan trọng ở ngoài Bắc vô. Cô Phượng cũng không nỡ làm cho tôi phải mất mặt phải không? Tôi sẽ nói với mấy em ở nhà hàng này ghi lại số điện thoại của tôi cho cô. Ngày mai ngày mốt gì đó cô Phượng cần gặp để thảo luận về cái món gỏi gián này, tôi rất sẵn sàng. Tôi sẽ gọi điện cho ông trong nội đêm nay. Cũng được. Nội nhật trong sáng mai tôi sẽ gặp cô Phượng tại nhà hàng này, hay là ở nhà riêng của tôi cũng được. Ok. Tiền này trả cho chầu nhậu, còn thừa thiếu tính sau. Tôi nghĩ ông đừng có dây dưa tới con điên đó nữa. Thì trước sau gì cũng phải dính với nó, chi bằng mình chủ động gặp gỡ coi nó làm sao. Dạ con mời ông bà dùng bữa ạ. Tư, lên dọn phòng cho cô. Nhớ giặt hết ba cái quần áo trong đó đi nha. Dạ. Ai mà tới nhà mình sớm vậy kìa? Thằng Hai Quý nó về chứ ai? Đi sáng đêm giờ nó mới về. Quý tử của ông đó. Qua đây. Dạ thưa ba. Hôm nay nhà hàng để con Ngọc nó lo. Ông về đây tiếp khách với ba, không được đi đâu đó nghe ông. Dạ. Hôm qua ba nói gì mà con chó nó chịu nghe rút sớm vậy ba? Thì ba làm theo yêu cầu của nó. Hả? Ba xin lỗi nó hả? Không những xin lỗi mà còn cho nó ngay cả số điện thoại nữa. Còn có một thằng nữa, đêm qua nó gọi điện thoại bắt ba phải đến tận nhà để hầu chuyện. Thằng nào to gan vậy ba? Má nó, chó mọc da.
Lũ chó này tự chui đầu vào thòng lọng rồi. Hôm qua bạn mất cả đêm. Bạn nghĩ là chỉ có một cách. Cách gì bà? Giúp đỡ con nhỏ Phượng Đê. Không được đâu. Hôm qua trên đường đưa chú Lý về khách sạn, con nghe chú ấy kể về tiểu sử của con này, muốn nổi điên lên. Về đến khách sạn, chú Lý cũng gọi cho ba, nói ba là đừng có dính dáng đến con Ô Môi này. Nhưng mà tính lại, có khi mình nuôi một con chó điên, để khi cần mình lại sử dụng chính cái máu điên của nó. Tùy ba, nhưng riêng con nhìn thấy bản mặt của nó là muốn nổi điên lên, muốn đập cho nó một trận cho đỡ tức. Thôi, như vậy là con tránh đi. Nóng nảy như con thì là hư hết chuyện đó. Cũng được. Nhưng trước hết, con đến khách sạn đưa chú Lý đi uống cà phê. Giờ này chắc ông cũng đã dậy. Vậy thôi con đi. Anh, vậy đây ai kiếm kìa? Anh, có ai kiếm anh kìa? Em cứ ra xem thử ai đấy. Dạ chào anh. Dạ chào chú. Chờ chú một tí nha. Dạ dạ. Cưng đấy à? Cưng dậy chưa nào? Thùng sữa chua cưng đã ăn hết chưa? Rồi à? Có ngon không nào? Ông bạn giám đốc của anh phải lựa những con dê khỏe, sữa tốt, làm riêng cho các ái nữ của ông ta, và còn cho cả nữ hoàng của anh nữa đấy. Rồi, tôi được rồi. Anh về Hà Nội, anh đánh xe lên mang về cho em nữa nhé. Ừ, mà Cưng đã viết đến chương mấy hồi mấy rồi? Cưng nhớ đưa hình bóng của anh đi vào vở kịch để đời đấy nha. Anh sẽ thưởng thật hậu cho em. Cưng à, nhớ đừng làm việc quá sức đấy. Công việc sáng tác là lao tâm khổ tứ, đừng làm tổn hại đến nhan sắc đấy. Ừ, bao giờ anh về, anh sẽ cùng em đi spa và nghỉ dưỡng, được chưa? Thôi nhá, anh đang có khách. Trưa nay anh sẽ gọi lại cho em. Thế nhá. Thôi nhá. Ngủ ngon không chú? Rất ngon. Nhưng mà chú có thói quen dậy sớm làm việc từ 5 giờ sáng. Con mời chú đi uống cà phê. Mới sáng đã bị người đẹp làm nũng rồi. Ngày mai cháu nói, hôm trước má cháu ra ngoài đó gặp cô, má cháu khen cô quá trời, khen cô có gương mặt đức mẹ, có cặp mắt hút hồn, có dáng người vũ nữ và có nước da thật là mịn. Mẹ cháu cũng có mắt thẩm mỹ ghê nhỉ. Nhưng mà chú khổ vì cô ấy lắm, mới đi xa có vài giờ mà đã nhớ với Nhung, rồi lại còn hờn ghen bóng gió. Vậy chú cháu mình đi cà phê. Ừ. Mình đi chú. Ừ. Chào anh hai. Xin chào.
chẳng mấy khi anh Hai vào trong này công tác. Hôm nay cho con anh Bảy, nhưng anh Hai cho tôi tiếp đón một bữa nghe. Dạ. Nhưng ba cháu dặn là chiều nay phải đưa chú Hai về nhà cháu. Ừ. Thôi cháu đi trước đây. Được. Dạ, con anh Bảy dễ thương ha. Bây giờ anh Hai cứ ra lệnh tám hẹn tôi xin được phép phục vụ anh Hai. Thì tùy anh, nhưng có lẽ ta nên đến một điểm văn hóa văn nghệ nào một tí. Dạ. Lâu lắm rồi không am hiểu về đời sống văn hóa tinh thần ở trong này. Dạ. Để em điện cho thằng em ở bên nhà hàng Chiều Tím chuẩn bị đồ ăn với mấy cô đào biết hát phục vụ anh Hai có được không ạ? Tôi đã vào đây rồi thì phải theo mọi sự sắp đặt của các anh ở trong này. Dạ. Ta đi. Dạ mời anh Hai. Nè, hôm qua tao có khách cho nên mới hạ mình với mày như vậy. Tao có lời khuyên cho mày nè. Hết thời rồi con à, đừng có cố. Tao nói cho mày biết, nội trong ngày hôm nay mà mày không đến nhà tao để đàm phán và phân chia lãnh địa làm ăn thì lúc đó mày đừng có trách bọc già này. Tao thách cả dòng họ nhà mày đó. Tao chẳng cần họ hàng gì cả, mà chỉ cần vài thằng đệ tử thì cũng khiến cho nhà mày hết đường làm ăn. Chắc là mày ôm có quân con vợ mày, rồi mày lại bận nuôi con thơ, cho nên là mày không biết cái thời cuộc như thế nào cả. Mở mắt lên mà nhìn, giỏng tay lên mà nghe, rồi tự hỏi mình tại sao mà cái bọn đàn em của mày lại kính trọng ông Bảy đến như vậy. Đồ chó, có mà trọng vọng cái bộ ma của mày đó. Mẹ nó, mày nhắm thoát khỏi tay tao không? Này anh Bảy, tránh vai chàng xấu mặt nào, anh đừng dây vào cái con Phượng đê. Cô Phượng cần tôi bồi dưỡng sức khỏe bao nhiêu thì cứ dùng ra giá đi. Tôi trả cần tiền, chỉ cần ông phải cúi đầu xin lỗi những người đang ngồi trong bàn này. Thôi bây giờ vậy đi, tôi phải tiếp khách rất quan trọng ở ngoài Bắc vô. Cô Phượng cũng không nỡ làm cho tôi phải mất mặt phải không? Tôi sẽ gọi điện cho ông trong nội đêm nay. Alo, tôi Thiên Lý đây. Dạ chào chú. Còn 2 tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Bây giờ cháu muốn đến đón chú. Chú cháu mình đi mua sắm một chút đồ cho cô Thục Dân được không ạ? À? Thôi, tất cả những thứ cô ấy cần chú đã mua ở nước ngoài hôm trước rồi. Hay là cháu Dân cứ đến, chú cháu mình đi cà phê nha. Có lẽ chú cháu mình ra sân bay rồi hãy cà phê, vừa có thời gian trò chuyện vừa không lo bị kẹt xe dọc đường. Dạ dạ dạ. Còn chuyến đi công tác phía Nam lần này, chú có rất nhiều tư liệu để cung cấp cho Thục Vân sáng tác. Nói gì? Chỉ riêng bố cháu thôi cũng là nguyên mẫu rất sinh động rồi. Nguyên mẫu là gì hả chú? Có thể nói nguyên mẫu là một nhân vật, hay có thể là một cuốn sách, hoặc là một bộ phim, hay là một vở kịch, được xây dựng từ một nhân vật có thật ở ngoài đời. Vậy lúc trước ba cháu bị bắt, bị đưa đi tập trung cải tạo, bây giờ viết kịch, người ta đọc, mắc cỡ chứ? Không, những chuyện trước đây chỉ là cái cớ để cho chuyện được hấp dẫn thôi. Còn hôm nay thì bố cháu cũng đã rửa tay gác kiếm rồi và làm lại một đời.
để mà trở thành một doanh nhân thành đạt. Cũng chính yếu tố đó sẽ được nhấn mạnh và khai thác nhiều hơn. Chính những đóng góp đó mới là mục đích chính mà tác phẩm đang muốn đề cập. Chú có nói nữa nó cũng không hiểu đâu. Tóm lại khi nào cô ra sách, chú nhớ gửi cho chúng cháu mỗi đứa một cuốn nha. Được. Alo. Bố ơi, mẹ nói là bố nhớ mua quà cho bọn con nhé. Rồi, rồi, biết rồi. Đừng có làm nhầm. Mấy đứa trẻ ở làng SOS chúng đợi rồi. Quà đấy mà. Hay để cháu đi mua một ít quà. Đã đến giờ, chú phải xuống làm thủ tục rồi. Thế nhé. Bà má cháu, cô gửi biểu chú 2 chai rượu Camus XO dòng 18 năm và gửi chú 1.000 đô để chú mua quà cho cô thực dân. Cháu thưa lại với bố mẹ cháu là chú. Dạ, chị mua gì ạ? Chị ơi, lấy em 2 cái giường. Dạ. Dạ đây ạ. Dạ 50.000, em cảm ơn. Dạ chào chị. Thanks, let's try. Thanks, okay. Yeah, very good. Well, my mom and her friend come to see us in airport. Okay. Yes. Okay. Because she's parking in airport. Oh, over there? Yes. Oh, so wow. Let's come to see them. Okay. Con nhỏ đẹp quá trời. Chắc là người Nhật hay người Hàn Quốc. Alo, Minh Thư hả? Con đang ở đâu vậy? Má đang ở bãi xe nè. Con cũng đang ở bãi xe nè. Má thấy rồi. Minh Thư! Má! Má! Con! Ôi, con gái càng lớn càng xinh đẹp đó nghe. Nè, sao vậy? Lúc thì ra quốc tế, lúc thì ra quốc nội. Má kiếm mệt muốn chết luôn à. Tại vì máy bay tới sớm nên là con đưa bạn con đi tham quan. Đây là bạn con, Tina. Tina, my mom. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet. Cô tặng con. Con cảm ơn cô. Where do you stay in Vietnam? I'm staying in a hotel nearby. Get to my car and I take you there. Okay. Okay. Thanks. Đi con, mình đi chị. Đây là đối tượng hiểm nghi số 1 của vụ án mà phòng ta đang thụ lý. Quê hắn ở Sóc Trăng, nhưng bỏ nhà lang thang để kiếm sống hầu hết khắp các tỉnh miền Tây. Sau đó lên thành phố Hồ Chí Minh làm bảo kê cho một chợ cá đầu mối. Theo kinh nghiệm của tôi thì trước hết phải về quê của hắn để nắm bắt tình hình. Rất có thể hắn vẫn còn liên lạc với người thân hoặc bạn bè ở đó. Tôi đồng ý. Các đồng chí về thu xếp công việc. Về quê hắn càng sớm càng tốt. Trước hết phải dựa vào công an địa phương hoặc tìm cách tiếp cận với những người thân của hắn. Dạ. Còn cậu? Dạ. Tranh thủ về viết báo cáo một số tình hình hoạt động của bọn tội phạm ở các tụ điểm trong tuần này cho tôi. Dạ. Chiều nay tôi sẽ nộp báo cáo. Sáng mai chúng tôi sẵn sàng lên đường. Thôi, xin phép thủ trưởng, bây giờ chúng tôi về để chuẩn bị ngày mai lên đường. Ừ. Dạ.
Bây giờ cô có cuộc họp gấp, phải đi liền. Hẹn con dịp khác, cô sẽ tới hỏi thăm con về chuyện bên đó nghe. Cô vô nhà uống nước đã, con còn có chút quà gửi cô mà. Hồi nãy cô bé ba có nói với má về cuộc họp này rồi. Thôi để thư thả vài bữa nữa, rồi má mời cô bé ba và một vài người bạn nữa tới ăn tiệc mừng con đi học ở xa về. Dạ cô đi nghe. Dạ cô đi ạ. Chào chị. Dạ. Má, cũng sắp tới ngày giỗ của bác Quyền Trang rồi má. Ừ. Con cũng còn nhớ ngày giỗ của bác nữa hả? Dạ. Dạ. Ở bên đó, đến ngày giỗ của ba và bác, con vẫn mua trái cây và thắp nhang ở nhà. Ừ. Phải như vậy con à. Con được như ngày hôm nay là nhờ hồng phúc của tổ tiên, của bác và của ba con phù hộ đó. Dạ. À má, ngày mai má con mình về thăm ngoại nha má. Ừ, ngày mai má có chút việc bận rồi. Hay là con cứ về trước đi, mốt má về. Dạ được. Làm có hai ly cà phê à, mà cả buổi trời vậy đó, lúc nào cũng chậm như rùa hả? Cái con nhỏ đó là con gái mà sao nó dữ dằn vậy ông? Dữ dằn thì chưa biết, chỉ biết chú Lý dặn đừng có dây vào con nhỏ đó. Con này ở ngoài Bắc á, cũng thuộc loại giang hồ có số má đó. Hình như em thấy con nhỏ đó giống đực nhiều hơn giống cái. Em để ý bữa ăn tối qua, thỉnh thoảng tay của nó vuốt lưng sờ mông hai con nhỏ kia nữa. Anh Bảy có ai tới? Tư à, ra mở cửa. Dạ. Nhanh đi. Dạ dạ. Thôi bà đi vô nhà đi, để cho tôi tiếp nó. Nhìn con nhỏ có chút xíu à, mà sao dữ dằn quá trời vậy? Chắc là gan to mật lớn lắm phải không? Em ở ngoài này nha, chị vào một mình thôi. Dạ. Còn con nhỏ mặc đồ đen nữa, rõ là đẹp. Vậy mà đi theo phò con điên vậy đó hả? Thôi mà đi vô đi, có nhiều quá. Chào ông Bảy. Tôi có món quà nhỏ gửi biếu ông. Cảm ơn cô. Cô Phượng nè, cái
cách mà cô bỏ con gián vào đĩa thức ăn ngày hôm qua đó mà. Nó xưa như trái đất rồi. Nhưng với tôi thì cái cách ra mắt của cô cứ coi như là được. Cô Phượng à, cái chuyện hôm qua đó, nếu như cách đây 3 năm thì chắc tôi sẽ cho đàn em của tôi dạy cho cô một bài học. Mà tôi tin chắc rằng sang bên kia thế giới cô vẫn sẽ không quên bài học này. Nhưng mà mấy năm nay cũng may cho cô là tôi đã rửa tay gác kiếm rồi. Chuyện con gián tôi chả lừa được ông. Nhưng mà chuyện rửa tay gác kiếm ông cũng đừng hòng lừa được tôi. Tin hay là không tin thì tùy cô. Mấy năm nay tôi cũng không tha thiết gì nữa. Mở mấy cái nhà hàng thì tôi cũng dư xài. Thôi ông ơi, mấy cái nhà hàng của ông ấy chỉ là bình phong thôi. Mà thật sự thu nhập chính của ông ấy là từ đám tay chân trấn giữ các sòng bài, nhà hàng, chợ búa, có đúng không? Đám tay chân nào? Cùng giới giang hồ với nhau, chỉ cần ngửi mùi tôi cũng biết. Từ khi vào đây, đám đệ tử của tôi liên tục chạm trán với đám tay chân của ông. Cô thừa biết chuyện đó, không cần tôi phải dạy bảo. Tụi nó vẫn biết cách để mà làm. Thì đám đệ tử của tôi cũng vậy. Mà chúng cũng đang rất đói. Đất khách quê người không kiếm được miếng ăn. Túng quá lại hóa liều. Thì cô cứ việc, ai cấm cô đâu. Đấy là ông nói đấy nhá. Bây giờ ông muốn mọi người nhìn nhận là đã rửa tay gác kiếm, hay là vẫn chỉ huy một đám đệ tử vung dao, rút súng? Tôi chưa hiểu ý cô ra sao. Cứ nói toạc ra thế này nhá. Đám đệ tử của tôi ấy, đang lâm vào chỗ khốn cùng, cho nên buộc chúng phải ra tay thôi. Chỉ bằng là ông nhường cho chúng tôi vài chỗ xương sẩu. Cô đi mà nói với tụi nó. Tôi từng là thủ lĩnh ở ngoài kia, vào đây tìm ông. Nếu ông đồng ý thì chúng ta sẽ chung sức lập lại trật tự ở thành phố này để cùng kiếm ăn. Còn bằng không ấy, công an sẽ đến tìm ông. Tên ông vẫn nằm trong sổ đen của thành phố. Đen như chó thui mà. Hổng, hổng quá. Cô đi ra khỏi nhà tôi. Ông biết câu này chứ. Đói ăn vụng, túng làm liều. Đã đến lúc chúng tôi phải làm liều rồi đấy. Tiễn khách cho tao. Số điện thoại của tôi ông đã có rồi đấy. Nội trong 3 ngày nếu ông không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi thì ông sẽ được nếm vị cay của phượng ớt. Hãy đợi đó. Đang làm ăn ngon lành, bỗng nảy nòi ra mọc già phượng ớt. Nghe chú Lý nói, con này nổi tiếng là ngang tàng, phải dùng mưu trí mới trị được nó. Còn bây giờ thằng Mộc già thì ông tính sao? Bà đừng có lo, thằng này nó hết thời rồi. Bọn đệ tử của nó đã bỏ đi gần hết rồi. Tôi ra tay lúc nào mà chẳng được. Con gửi chú.
Tôi gửi cô cái này. Đây là số điện thoại của tôi. Cần đi đâu cô cứ gọi. Tôi lấy giá mềm. Cô giúp tôi có việc làm thì tôi cũng bớt giá cô chút đỉnh. Dạ, con cảm ơn chú. Để con xuống để con đẩy cùng với bác đi. Cô cứ ngồi yên nữa đi. Tôi quen cái cảnh xe cán đinh này rồi. Nhưng mà bánh xe xẹp lép như vậy làm sao một mình bác đẩy được. Bác để con xuống con phụ với bác cho. Vậy cũng được. Chú đã hợp tác. Không phải tôi. Nè, chính là cô này nè. Cậu mới chính là cái người đẩy xe chặn lại đó. Nếu mà cậu có cảm ơn, cảm ơn cậu mới đúng. Xe hư rồi, hay là để cháu đưa đi sửa cho bác. Xuân Bách, hay là đồng chí gọi cho công an phường gần nhất tới để đưa xe tăng vật về, rồi đưa hắn gì đó luôn, rồi mình sẽ hỏi cung sau. Cô có sao không? Thôi khỏi, anh cứ lo công việc của anh đi. Bác cháu tôi tự lo được. Đi bác. Mày hả? Anh Mộc nè. Nghe rồi hả? Trưa nay mày tới nhà anh có chuyện. Đi ngang qua cửa hàng thịt rắn á, mua cho anh ba con. Giết xong rồi thì tới đây nhậu rồi bàn tiếp. Rồi vậy hả? Cả đêm hôm qua tôi cứ nghĩ về con Phượng. Nhưng mà
tính đi tính lại, mình phải làm theo lời người xưa dạy. Vậy em cứ làm như vậy đi. Bà làm, bà chỉ biết tiền chứ làm cái gì. Xưa nay ông làm gì mà không được? Ông làm gì mà tôi không theo ông? Là tôi nói tới cái cách dùng độc trị độc. Cái con phượng này nó cũng không khác gì con rắn độc, mà cái thằng Mộc Gia nó cũng chẳng khác gì con chó điên. Cho nên mình phải dùng con rắn độc mà trị con chó điên. Mà muốn dùng con rắn độc thì mình phải nuôi nó một thời gian. Ông định nuôi nó bằng cách nào? Vì vậy cho nên mới phải nghĩ, mới phải bàn với bà. Nhưng mà nói tóm lại, cái khoản tiền mà bà thu về đó sẽ bị giảm đi một chút. Bỏ mày vô nồi. Alo ba hả? Có chuyện rồi ba. Đúng lúc nhà hàng mình đang đông khách, tụi nó thả rắn ra phá đám. Rắn gì? Ai thả? Không biết rắn gì, nhưng toàn bộ khách khứa và đám đàn em của mình chạy náo loạn. Chắc là con phượng đê. Hôm qua ở nhà mình nó lớn tiếng thách thức với bà. Nó hả? Bà để vô này cho con xử lý nha. Từ từ đi, để bà tính. Lúc mà đối phó với hai đối thủ khó lắm. Mà giảng hòa thì nên dùng cái con nó đang lạ nước lạ cái. Thank you.
Mộc ơi. Anh Mộc. Anh Hải, chuyến này cho con nhà lão phải sập tiệm đó. Rồi được rồi, vô nhà đi. Dạ. Nè, tụi bay ngồi chơi nha. Phải vô trong lấy rượu ra vừa uống như nói chuyện. Dạ anh Hải. Dạ. Trời, đã quá. Đại ca biết không, tụi em thả rắn xong chạy ra luôn. Chạy một vòng quay lại, khách nó chạy búa xô ra đường luôn. Nhìn đã mắt lắm. Vậy được rồi đó. Nè, anh thử cho em. Dạ, yeah, cảm ơn đại ca. Chắc tao phải làm thêm vài vụ nữa, làm cho tới khi nào cha con bảy xoài lết gối quỳ lại một già này và chịu chia lại lãnh địa làm ăn thì mới thôi. Đúng đó anh Hai. Thôi, để tôi lên cho ông suy nghĩ nha. Bà đi lên đi. Alo. Tôi bấy xoài đây. Có thế chứ. Tôi biết trước sau gì ông cũng gọi mà. Cô quá quắc lắm. Quắc nói làm sao? Mà chưa đây một ngày mà cô đã giở trò rồi. Là sao? Ông nói gì tôi không hiểu. Thôi cô đừng có giả vờ nữa. Tôi nói cho ông biết, tôi là phụ nữ, nhưng cũng luôn hành xử theo cách đám đàn ông quân tử các ông hay làm. Tôi nói 3 ngày nghĩa là đúng 3 ngày. Nếu ông không đáp ứng nhu cầu thì tôi mới tính tiếp. Tôi không phải làm theo cái cách vớ vẩn mà ông vừa nói đâu nhé. Thôi được rồi, tôi tạm thời tin lời cô. Chiều nay tôi sẽ đến nhà cô để bàn việc. Phải vậy mới được chứ. Cái lão bảy này này rất là nhiều kẻ thù. Nghe chị nói chuyện với hắn, bà sướng cả lỗ tai. Vậy là trong số kẻ thù của bầy xoài, có đứa đã nghĩ cho mình một mẹo vặt, khiến cả nhà hắn phải khiếp sợ. Em à, em gọi điện cho tất cả anh em tập hợp để ra mắt bầy xoài cho thật ấn tượng. Dạ. Không, theo em á, dù làm hắn này chỉ nên có chị, Thủy Kiếm và tôi. Tuy nhiên chúng ta phải tìm một cách biểu dương lực lượng cho thật ấn tượng. Ok, chuyện này cứ để tí mưu làm.